Alo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại series X4 của mình. Thì ở cái video hôm nay thì lâu lắm rồi thì mình mới quyết định là X4 trở lại. Thì đúc từng cái nó không ra. Thì mình đã chuẩn bị 38M grind đấy. Đúc một cái gần 9M. Thì 4 cái ở 36M để chuẩn bị được 38M đây rồi. Thì ta sẽ đúc cây nhẫn nhá. Thì mình cũng tích búa để xem cây nhẫn 275 để có ra được không. Thì đây, mình đúc được 16 búa rồi. Bây giờ đúc 4 cái nữa được 8 búa nữa được 24. Mà cũng phải mất khoảng 45 ngày mới đầy 30 búa được đấy. Thì rất là khó. Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Một cái này. Hai cái này. Đấy, cứ full là 8.900 là gần 9 nhé. Ba cái. Bốn gậy thì để ra được skill nó khó lắm, bây giờ thật sự khó. Đúc đến hơn 8 cái không có 30 búa, mà nếu ra sau ra hai sao skill thì là tệ. Thì hy vọng là sẽ có được cái kết quả tốt đẹp ở đây. Thì bây giờ chúng ta đợi cái nó sáng đèn lên rồi mình nhá cùng xem kết quả nha. Rồi, đây là kết quả anh em ơi. Chỉ có hai cái 3 sao. Chỉ số hit thì thấp luôn này, hai cái 2 sao. Và đúc toàn PR cả. Như vậy là 4 cái